Hello Linh, xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì sáng nay ở chỗ Linh ở nó hơi nóng. Trời hôm nay tới 105 độ lận. Thì 105 độ F thì khoảng chừng 45-46 độ C. Thật ra đó mọi người, mùa hè bên chỗ Linh ở nó nóng nắng không thua gì ở Việt Nam đâu, thậm chí còn nóng hơn nữa. Nhưng mà được cái nắng này là cái nắng khô, cái thời tiết nó không có độ ẩm nhiều cho nên mình cảm thấy mình dễ chịu hơn thôi. Với lại ở đây ví dụ như ở nhà thì có máy lạnh, cái hệ thống lạnh này là cho toàn bộ căn nhà luôn chứ không phải là từng phòng bắt từng cái máy lạnh riêng, cho nên là mình đi đâu về rồi cái nhà nó đã mát sẵn rồi, mình thấy nó dễ chịu. Rồi còn bước vô xe cũng có máy lạnh ở trong xe, rồi đi chợ hay là đi công chuyện gì thì bất cứ ở đâu người ta cũng có máy lạnh, cho nên cái cảm giác nó nóng, nó nắng nhưng mà không có như ở Việt Nam là vì vậy. Chứ thật sự nếu mà ra đường mà đi xe Honda thì Linh nghĩ là ở Việt Nam mình có thể, nhưng mà ở đây không thể đâu, tại cái nắng đây nó kinh khủng lắm. Vì hôm nay thì Linh sẽ đi qua nhà ba má chồng chơi, rồi sẽ nói mấy cái câu chuyện vui cho ba má chồng vui, thẳng tiện chọc ba chồng luôn, tại vì Linh hay chọc ba chồng Linh lắm, Linh nói chuyện Linh hay giỡn lắm. Thì ba chồng Linh thiệt thà lắm, không có biết là lúc đó mình đang giỡn hay là mình đang thiệt đâu. Thì hôm nay thì Linh sẽ nhờ ba chồng pha ly cà phê cho Linh uống nha. Con dâu kỳ cục ha, nhưng mà Linh chắc chắn là ba chồng Linh sẽ pha thôi, tại vì ba thương con dâu lắm. Linh không có bao giờ Linh nhờ, nhưng mà hôm nay thì không có gì làm thì qua chọc ba cho vui. Và ok mọi người, để xem phản ứng của ba chồng Linh như thế nào nha. Thì hôm nay Linh sẽ chở mẹ Linh đi luôn, tại vì lâu rồi, mấy tháng nay rồi mẹ không có đi đâu hết. Với lại xui gia lâu là cũng không có gặp nhau, cho nên hôm nay qua thăm nói chuyện cho vui. Ok mọi người cùng đi với Linh nha. Đây, bây giờ Linh tới nhà, ba má chồng Linh rồi đây. Ai đó? Ai Thảo? Ai bị đâu vậy Thảo? Đi đâu rồi, nó xong rồi. Dạ hả? Đi hết rồi là đi hết lên nhóm tèo. Vô chị Hai. Dạ. Vô chơi chị. Lẩu hôm qua, con nó đi chơi rồi còn nguyên hết, chưa có ăn gì hết. Dạ không con, tối đem về con. Chị trời, dạ. Dọn dục chết rồi. Trời ơi, dọn gì mà dọn hoài vậy? Cái này để đầy, cứ nhét vô là đầy hết. Cái chỗ nào mà lấy nữa. Ba. Gì? Ba nhận được 1.200 đợt 2 chưa? Dạ, cái to lắm. 1.200 đâu có đâu. Mẹ nhận được rồi. Rồi. Đã nhận được rồi hả? Rồi. Đợt 2 á hả? Không, cái đợt mà đợt 2 như mẹ con đó. Thêm đợt nữa nhận chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa hả? Có rồi đó. Hả? Có rồi đó. Thiệt hả? Thiệt hả? Thiệt hả? 1.200 đợt nữa là mẹ nhận, mới nhận rồi bữa kia nè. Chào. Mệt bẻ quá. Là mình mừng hộ. Chưa trong tiền làm gì mà cứ trong ngày trong đêm vậy trời. Hả? Dạ ơi, ăn sáng đi. Vậy nào. Nói 12 ngày tưởng mình kịp. Mệt mẻ. Mình mừng chứ, mình cũng mừng anh tưởng thiệt. Tưởng thiệt là tưởng nó lắng cho mình. Không có, sắp có rồi, tháng 5, tháng 6. Cánh sấu này có 15-13 tay là có đó. Có không? Có, nó để vô đằng qua. Nó cho mình lần 2 nữa đâu. Có đó, còn quản không? Có cho. Nhưng mà nó 3 tỷ nhiều quá, nó có thể ít hơn chút xíu. Dạ, tôi chăm chăm cũng được. Ba nhà còn cà phê không ba? Cho 1.000 cũng được. Ba? Hả? Nhà còn cà phê không? Còn. Còn. Ba cho con ly. Cà phê... Nhiều sữa, ít cà phê. Không là... Cà phê này được không? Bột. Ok. Trời ơi, nãy nó mở ra u 70 hát đây. U 70 ở đâu? Ninh nó quảng cáo rồi, chị hát nhà hát nữa. Hát cái bài gì vậy rồi. Hát bài gì cũng nghe cũng được. Không có gì hết rồi, chứ em mới vừa ăn cơm với bếp đi lên. Đâu có mình chưa chuẩn bị gì đâu. Tự nhiên nhào vô hát. Hát hay mà. Đâu có hay đâu. Được hay nữa. Cái tỉnh táo rồi, hát cho đàn rồi.
Bởi vì nó nói tới giờ của nó lên phim rồi, phải hát. Thật ra gì vậy bác? Qua uống cái này cái cũng được. À, có nó có sữa không nó luôn hả? Có sữa luôn này rồi. Ở cái ông mà cái hãng mà kiện ra to đó. Hãng gì? Cái hãng gì mà có hai chồng kiện ra to mà vợ lấy mấy tỷ. À, chung nguyên mấy trăm tỷ đó. Là cà phê này á hả? Ừ. Cuối cùng mày vợ thắng thì hai chồng chia đôi tài sản thôi. Ờ, ổng lấy cái hãng, bà lấy cái nhà. Có cái chia đâu. Có chia mà, nghe nói có chia mà. Cho con. Ăn gì đâu. Ngồi lo dọn cái con mấy cái đó chứ. Em lá mà chỉ rồi, không biết nó đâu có làm được đâu. Thầy ra thầy áo có cho cháu xuống nó có ngủ. Ảnh nó cứng, cái lội nó cứng quá. Cái hãng bò heo nó ra 100%, bây giờ nó ra có 30% mà. Vậy hả, ít bây giờ công nhân nó bị nhiễm, nó cho làm ít lắm nên. Mắc ghê luôn á. Ừ. Có định neo nào mới mở cái ba bên kia mắc rồi quýt chứ. Nó là gì á? Mắc cái gì? Mắc cái bệnh đó. Mắc tôi biết đó. Mới nó qua thấy cái đầu đề mà không coi. Vừa mở cửa được năm bằng cửa qua bữa nhiễm người ta đó, bị lây đó. Mình không dám đâu con, hai căn hai nghỉ hao, con lấy làm tái còn ngủ, nó ngồi mình. Mình nó chịu ha. Dạ nó chịu chứ, nó hỏi con là em bà nó còn bệnh không mẹ? Ồ, không có, không rồi đi. Chứ không có, nó đi về nhà nó rồi con. Ừ, nó không đi. Nghe không đi. Mà có cái nũa đá mà nó cắt cái bị đá này đưa chị con nó nhiều, cái đẹp quá trời mà không biết đâu mất cái đó mà. Nó hùng bài cái. Khi nó nói về nó nói về nó kích mà Bỏ ra đây con tụi nó học đây rồi nhiều chuyện quá. Giờ bà ăn gì vậy sao em? Con có tự nhiên bay ra rồi rửa nữa. Dạ sao? Chẳng nấu ra cái đỏ bỏ bún bỏ đồ vô là ra. Cái này sao nó chín? Bỏ vô luôn. Đây nó không ăn đâu bà, tôi ăn chưa rồi. Muốn thở nó ăn cái chân nó một nguyên còn chân nó là chân nó mua chị ngỏ một món ăn chưa kịp đây chị mang ngồi ăn chết đi dùm em đi ăn này siêu lui này tới đây xin đôi nè, tới đây dính đôi nè rồi ăn không biết ăn lẩu kìa Thảo, ăn lẩu kìa chín rồi kìa. Ăn xin đôi phải ăn luôn hai cái, mày tắt ra mất rồi. Mời chị, ăn con. Dạ, ăn hả mắt. Ủa, ăn cái dưới mắm hả? Chứ rồi này nó lặn nhất à. Muốn tắt cửa. Mệt mẻ quá. Mình mừng chứ, mình cũng mừng anh Tư không nhé.